Quân sự từ tài liệu đã mang thành công tôi gọi là cái môn công nghệ đặt ma của nó và kệ và tiếp cái đề tài là bắt được các mối đó có sự họ cho một con sinh chốt mà xin chào mọi người. Chưa
Con lấy được chồng. Bây giờ con này tên đặt tên bốn chữ mà đặt tên bốn chữ mà nghe nó không hay thế nào. Trần tên khai sinh nó là Trần Việt Hải Vân. Trần Việt Hải Vân chắc là Việt Hải, nó chắc là tên đấy à? À bố mẹ nó đặt đấy, nhưng mà Việt là một tên có thể. Nhưng mà ai đặt tên thế để mình gọi tên được gọi. Rồi đây tôi sẽ copy cái đoạn copy đấy nhé, Ctrl C này, đây Ctrl V nhé, rồi tôi enter này, enter nhé, ok, rồi đến 24-25 nhé. Rồi. Rồi. Ok nhá. Thank you.
Ok.